Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Xin chào các bạn, trong các video trước chúng ta đã tìm hiểu về đảo Trường Sa lớn, đá tiên nữ và đá thuyền trài. Vậy trong video này các bạn hãy cùng tìm mới tìm hiểu về đảo Song Tử Tây, một hòn đảo chiến lược nằm ở phía bắc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhé. Điều kiện tự nhiên, đảo Song Tử Tây là một cồn san hô thuộc cụm Song Tử ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam và hiện nay chúng ta đang kiểm soát thực thể địa lý này như một phần của xã đảo Song Tử Tây thuộc huyện đảo Trường Sa của tỉnh Khánh Hòa. Đảo Song Tử Tây cách cảng Cam Ranh khoảng 560 km về phía đông, cách đảo Đá Nam khoảng 5 km về phía đông bắc và cách đảo Song Tử Đông chỉ 3 km và có thể nhìn rõ đảo này bằng mắt thường. Đảo Song Tử Tây coi bầu dục chạy theo hướng đông bắc tây nam, có chiều dài là 698 m, chiều rộng 295 m và có diện tích tự nhiên vào khoảng 12 ha. Cho nên đây là đảo lớn thứ 6 trong một số các đảo nổi tự nhiên tại quần đảo Trường Sa và là đảo lớn thứ 2 do Việt Nam chúng ta quản lý sau đảo Trường Sa lớn. Theo Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược Hoa Kỳ thì Việt Nam đã bồi đắp thêm khoảng 7 ha cho đảo Song Tử Tây. Theo ảnh vệ tinh, diện tích đất nổi của đảo sau khi bồi đắp vào khoảng 19 ha. Khi thủy triều xuống thấp, đảo cao từ 3,2 đến 4 m, xung quanh là thềm san hô bao bọc. Đảo Song Tử Tây hình thành bởi quá trình vôi hóa hàng triệu năm của san hô, lớp này chồng lên lớp kia. Trước đây, đảo Song Tử Tây đã từng là bãi đẻ trứng của chim biển, cho nên ngày nay phân chim cùng với các san hô và sắc lá cây phân hủy tạo thành một lớp mùn khá màu mỡ, thuận lợi cho cây cối phát triển. Do không có giếng nước ngọt mà chỉ có nước lợ, nên xung quanh đảo được bao phủ bởi khá nhiều cây xanh như phong ba, keo lá tràm, nhàu, phi lao, bàng vuông. Do nằm trong quần đảo Trường Sa nên đảo Song Tử Tây mang đặc điểm khí hậu thủy văn của quần đảo với điểm mát về mùa hè, ấm về mùa đông. Thời tiết trên đảo thường được chia làm hai mùa là mùa mưa và mùa khô giống như các đảo khác trong quần đảo. Nhưng do nằm ở phía bắc nên mùa mưa ở đây đến sớm hơn, thường bắt đầu từ tháng 4 và kết thúc vào tháng 12. Còn mùa khô thì bắt đầu từ tháng 12 và kết thúc vào tháng 3 năm sau. Hàng năm, đảo Song Tử Tây cũng phải hứng chịu những cơn bão nhiệt đới. Đặc biệt là vào năm 2021, đảo Song Tử Tây đã hứng chịu cơn bão số 9 với sức gió giật cấp 13, cấp 14, khiến gần như toàn bộ cây xanh trên đảo bị đổ và nhiều công trình bị hư hại. Rất may là không có thiệt hại về người. Biến cố đảo Song Tử Tây và Song Tử Đông. Các bản đồ địa lý cổ của Việt Nam ghi nhận bãi cát vàng được dùng địa chỉ chung cả quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa là lãnh thổ của Việt Nam từ đầu thế kỷ thứ 17. Trong cuốn Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn, Hoàng Sa và Trường Sa, và tất nhiên bao gồm cả Song Tử Tây và Song Tử Đông, đã được xác định rõ thuộc về tỉnh Quảng Ngãi khi đó. Dưới thời Pháp thuộc, chính quyền Pháp đã sáp nhập các đảo ở quần đảo Trường Sa bao gồm cả đảo Song Tử Đông và Song Tử Tây và tỉnh Bà Rịa thuộc Nam Kỳ. Sau khi thực dân Pháp thất bại và rút quân về nước vào năm 1954, thì tới năm 1956, Việt Nam Cộng Hòa đã cử tàu đi thị sát quần đảo Trường Sa, trong đó có đảo Song Tử Tây. Năm 1963, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đưa 3 tàu HQ-404 Hương Giang, HQ-01 Chi Lăng và HQ-09 Kỳ Hòa ra xây dựng lại bia chủ quyền Việt Nam tại một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Sách trắng năm 1975 về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng Hòa nêu rõ ngày xây dựng lại bia chủ quyền ở đảo Song Tử Đông và đảo Song Tử Tây là ngày 24 tháng 5 năm 1963. Tuy nhiên, vào năm 1970, Tổng thống Philippines khi đó là Ferdinand Marcos đã ra lệnh cho một số nhóm biệt kích bí mật chiếm đảo Song Tử Tây và đảo Song Tử Đông. Cuộc đánh chiếm hai hòn đảo trên không gặp bất kỳ kháng cự nào. Mãi tới ngày 1 tháng 2 năm 1974, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa mới bất ngờ đổ bộ lên đảo Song Tử Tây và lấy lại quyền kiểm soát đảo này. Sau đó, tháng 4 đến tháng 12 năm 1974, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã hoàn tất việc xây dựng hệ thống phòng thủ trên đảo. Đến ngày 14 tháng 4 năm 1975, Hải quân Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa đã giải phóng đảo Song Tử Tây. Sau 30 phút chiến đấu, lực lượng hải quân của chúng ta đã làm chủ được trận địa. Đến 5 giờ 15 phút cùng ngày, toàn bộ lính Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đồn trú lại ra đầu hàng.
Chiến sĩ Lê Xuân Phát kéo lá cờ đỏ sao vàng báo hiệu đảo Song Tử Tây đã được giải phóng. Đồng thời đây là hòn đảo được giải phóng đầu tiên ở quần đảo Trường Sa. Kể từ đó đến nay, đảo Song Tử Tây nằm dưới sự quản lý của Việt Nam ta. Còn Song Tử Đông chỉ cách đó 3 km vẫn bị phía Philippines chiếm đóng bất hợp pháp. Vị trí chiến lược quần đảo Song Tử Tây. Đảo Song Tử Tây có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng cả về kinh tế lẫn quốc phòng. Về kinh tế, đảo Song Tử Tây cùng với các đảo trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam án ngữ đường hàng hải quốc tế từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương, giữa châu Âu, châu Phi và Đông Nam Á và Đông Á, đồng thời là địa điểm thuận lợi để làm dịch vụ hàng hải giữa Biển Đông. Xung quanh đảo có nhiều loại hải sản quý hiếm, dễ đánh bắt, khai thác, chế biến, phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Về quốc phòng, đảo Song Tử Tây nằm án ngữ ở phía bắc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Hòn đảo như một đài quan sát giúp ta phát hiện từ xa tàu thuyền và máy bay từ phía bắc xuống phía nam và từ đông sang tây để kịp thời báo cáo và xử lý. Trên đảo cũng có một trạm khí tượng thủy văn và sân đỗ trực thăng. Ngoài ra, đảo cũng được trang bị radar P-18 do Liên Xô phát triển từ năm 1970. Trạm radar này có tầm chính xác tới 300 km, độ cao tối đa 30 km. Hiện nay, trạm radar đã được nâng cấp lên tiêu chuẩn P-18MA và có khả năng bắn trích các máy bay tàng hình. Với tầm hoạt động như vậy, toàn bộ vùng trời của đảo Trường Sa đã nằm trong sự do thám của Việt Nam, giúp gia tăng đáng kể quyền thực thi chủ quyền của ta trên vùng biển tiền tiêu của Tổ quốc. Đảo Song Tử Tây còn là nơi đặt hải đăng Song Tử Tây. Hải đăng này được xây dựng từ năm 1993, trên nền đất cao 5,5m, chiều cao thấp đèn là 38m, chiều cao tầm sáng là 36m. Ngọn hải đăng này có hiệu lực ánh sáng 39 km vào ban ngày và khoảng 40 km vào ban đêm. Nó có vai trò vô cùng quan trọng trong việc chiếu sáng, giúp tàu thuyền lưu thông thuận lợi trong phạm vi biển thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Có thể nói Song Tử Tây có vị trí chiến lược quan trọng trong quần đảo Trường Sa, nên việc bảo vệ vị trí này không hề đơn giản. Ngay ở giữa đảo, bên cạnh ngọn hải đăng, đêm đêm các đài quan sát liên tục chớp đèn. Các đài quan sát này được ví như những mắt thần của đảo, như người lính túc trực trên điểm cao đầy nắng gió và ngằn ngặt mùi biển. Không được phép lơ là, không được phép nghĩ đến chuyện riêng tư, luôn gắn mắt và thiết bị quan sát chuyên dụng. Nơi đảo tiền tiêu không chỉ có mồ hôi đổ xuống mà còn là máu của nhiều chiến sĩ đã thấm vào mỗi rặng san hô nơi đây. Đời sống và cơ sở vật chất trên đảo Song Tử Tây. Nhìn trên bản đồ ta có thể thấy đảo sinh tồn như một chú cua biển đưa cặp càng khổng lồ của mình xuống phía nam. Thì người anh em Song Tử Tây đang hướng cặp càng về phía Tây Bắc, sẵn sàng kẹp nát mọi âm mưu thâu tóm phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Từ xa nhìn vào đảo Song Tử Tây là một màu xanh ngắt của các loài cây. Ước tính cả đảo Song Tử Tây có trên 1.000 cây xanh các loại, trong đó có nhiều cây hàng trăm năm tuổi. Trong đó, cây phong ba được trồng ở vòng ngoài vừa để chắn sóng và gió, vừa giúp trữ nước ngọt. Vào sâu trong đảo là những cây phi lao, bàng vuông và mù u. Đảo Song Tử Tây có nhiều loại cây đem từ đất liền ra trồng như cây đa, cây trứng cá, dừa, chuối, đu đủ, na. Chúng được trồng xen kẽ với những vườn rau xanh và những mảnh vườn này được giao cho từng bộ phận, từng đơn vị nhỏ trồng và chăm sóc. Giờ đây, đảo Song Tử Tây có thể đảm bảo được 100% rau xanh cho mỗi bữa ăn trong ngày. Giữa muôn trùng khơi, chỉ toàn nắng và gió, những đảo Song Tử Tây lại được ví như một trang trại. Vì các cán bộ chiến sĩ và người dân trên đảo đều chăn nuôi các loại gia súc gia cầm như lợn, bò, chó, gà, vịt. Hiện nay, đàn lợn trên đảo Song Tử Tây đã có số lượng hàng chục con. Mặc dù được mang từ đất liền ra, nhưng chỉ sau một thời gian, con nào con nấy cũng danh mãnh như lợn rừng. Nhiều chiến sĩ kể lại rằng đàn lợn chuyên kéo nhau đi tìm những cây cổ hay đột nhập vào những luống rau mà chiến sĩ đã bỏ bao nhiêu công chăm bẵm như cây thuốc, cây xả, cây gừng. Mặc dù biết là danh nhưng cũng khó để có thể ngăn chặn bởi cả ngày lẫn đêm đàn lợn hùng hục đi kiếm ăn, gặp bụi nào cũng ủi. Nếu như việc nuôi lợn trên đảo khiến quân và dân dở khóc dở cười thì đảo Song Tử Tây vẫn còn nuôi cả bò. Đây là một hòn đảo duy nhất trong quần đảo Trường Sa nuôi được bò. Bò ở đây được nuôi để lấy thịt và để nhân giống. Mỗi năm đảo thịt một vài con để cải thiện bữa ăn cho các cán bộ chiến sĩ và người dân. Nhưng sĩ số bò lúc nào cũng trên dưới 10 con, mấy con bò trên đảo cũng khiến mọi người nhiều phen ngỡ ngàng. Do đảo không có nhiều cỏ, thậm chí nước ngọt cũng được dùng hết sức tiết kiệm. Nhưng những chú bò ở đây rất phàm ăn, nhiều khi chúng ăn cả thùng giấy, thùng gỗ, thậm chí gặm cả giày dép quần áo. Chuyện các chiến sĩ mất quần áo giày dép vì bị bò ăn là chuyện bình thường trên đảo.
Những năm gần đây, cơ sở vật chất diện mạo của xã đảo Song Tử Tây đã có nhiều thay đổi, khung cảnh trên đảo rất thanh bình, với những mái nhà đỏ tươi, nằm xen kẽ cây xanh, những con đường nhỏ đổ bê tông sạch sẽ. Dạo một vòng quanh đảo mới thấy hết sự đổi thay của đảo Song Tử Tây hôm nay, sở chỉ huy nhà của Ủy ban xã, khu nhà chiến sĩ, bệnh xá, trường tiểu học và cuối cùng là khu nhà ở của các cán bộ được xây dựng khá khang trang. Đặc biệt, đảo còn có tượng đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và chùa Song Tử Tây nằm sát biển. Đi hết làng, lúc nào cũng nghe tiếng trẻ con học bài cùng tiếng chuông chùa ngân vang lúc ban chiều, ta sẽ cảm thấy yên bình đấy lạ. Hiện nay, đời sống của quân và dân trên đảo đã được cải thiện hơn trước rất nhiều. Hệ thống năng lượng sạch như điện gió, điện năng lượng mặt trời cung cấp đủ điện cho toàn bộ hòn đảo sử dụng. 100% hộ dân và các đầu mối đơn vị bộ đội được trang bị TV đáp ứng nhu cầu giải trí. Thư viện của đảo cũng có phòng đọc sách với hơn 4.000 đầu sách và trên 30 đầu báo, tạp chí các loại, một tủ sách pháp luật. Trên đảo còn có sân bóng đá, bóng chuyền để quân, dân vui chơi, rèn luyện sức khỏe. Giữa biển khơi bao la, xã đảo Song Tử Tây đã trở thành điểm tựa vững chắc cho ngư dân đánh bắt xa bờ. Âu tàu của đảo cũng chứa được từ 80 đến 100 tàu cá công suất lớn, cùng với đó là dịch vụ sửa chữa tàu, cung cấp dầu diesel, nước ngọt, thực phẩm cho ngư dân. Ngoài ra, khu làng chài trên đảo cũng sẵn sàng phục vụ khoảng 400 ngư dân ăn nghỉ tại chỗ. Chính nhờ cơ sở vật chất tốt nên đảo Song Tử Tây là bến đậu an toàn cho ngư dân trong mùa mưa bão. Vừa rồi là một số thông tin mà team mới tìm hiểu được về đảo Song Tử Tây. Các bạn thấy hòn đảo này như thế nào? Hãy để lại ý kiến xuống phía bên dưới để mọi người được biết nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo! Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại!